Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 và vận động cây mùa xuân Tết Giáp Thìn 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Đừng cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh An Giang và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp mạnh thường quân tham dự lễ phát động. 9 tháng đầu năm 2023, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 262,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội còn vận động đoàn viên, hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với số tiền hàng trăm tỷ đồng, góp phần chung tay cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh. Mặc dù đã nỗ lực cố gắng, tuy vậy, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên 14.800 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,81%, và trên 24.300 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,61%. Số liệu rà soát vào cuối năm 2022 đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để ổn định cuộc sống. Do đó, tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo và cây mùa xuân Tết Giáp Thìn 2024. Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam, tinh thần tương thân tương ái, chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động quỹ vì người nghèo của tỉnh xin kêu gọi các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, cơ sở thờ tự, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, để góp phần cùng đảng, nhà nước chăm lo cho người nghèo. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh việc hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục đề ra các cách làm chủ động, sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, xây dựng quỹ vì người nghèo. Xin thay mặt đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và người nghèo tỉnh nhà ghi nhận và chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, những tấm lòng cao quý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh trong suốt thời gian qua. Tôi mong mỏi và đề nghị các ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đề ra các cách làm chủ động, sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Tại lễ phát động, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận bản đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2023 và cây mùa xuân Tết Giáp Thìn 2024 từ các tổ chức, đơn vị mạnh thường quân với số tiền 186 tỷ 270 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tổ chức, đơn vị mạnh thường quân với những đóng góp trong công tác vận động, đóng góp quỹ vì người nghèo thời gian qua. Theo kế hoạch, tháng cao điểm vì người nghèo tỉnh An Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 và vận động cây mùa xuân từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024. Trong thời gian này, các cấp ngành tổ chức các hoạt động vận động quỹ vì người nghèo để chăm lo cho người nghèo, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thực hiện chương trình an sinh xã hội, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.